Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Thì dạo đây có rất là nhiều bạn kêu mình là: anh ơi, anh mua rất là nhiều đồ ở trong siêu thị về và anh chấm tất cả với cả Monster trắng đi. Thì ok, hôm nay mình sẽ mua rất là nhiều đồ về như bạn thấy này. Và mình sẽ chấm với cả là Monster màu xanh nha. Đây chính là cái chai Monster mà hôm nọ mình mua đấy. Thì mình thấy có nhiều bạn thấy mình mua Monster rồi, các bạn ấy kêu mình chấm mọi thứ với Monster. Hôm nay mình sẽ chấm cả thế giới với Monster. Đầu tiên là mình sẽ mở nắp Monster, mình đổ vào trong cái bát này. Sau đó là mình sẽ chấm tất cả mọi thứ với lại Monster nha. Trong cái bát này có đá đấy, bởi vì mình uống Monster thì phải có đá mình mới uống được mọi người ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ đổ vào cái bát này cho các bạn xem nha. Đó, nó sẽ có màu xanh dương như thế này này. Và ở tập sau ấy, nếu các bạn muốn mình chấm mọi thứ với cái gì ấy, thì các bạn cứ comment phía dưới để mình biết. Rồi mình sẽ cố gắng làm theo nha. Miễn là chấm được và ăn được thì mình sẽ làm theo. Còn không ăn được thì mình sẽ không làm theo đâu. Ok. Đầu tiên là mình sẽ chấm với kem đấy các bạn. Ở đây mình có hai cây kem này. Đó, nhận thấy là bởi vì kem nó rất là dễ chảy ấy, vì thế mình quyết định là mình sẽ chấm với kem trước. Mình sẽ bóc cái kem màu hồng này ra nha, sau đó mình bỏ vào. Cái kem này là kem cầu vồng các bạn ạ. Ok, mình sẽ chấm với Monster. Đó, mình để nó nổi. Ok. Rồi, ăn thử xem thế nào nhá. Vị nó buồn cười lắm các bạn. Nhưng mà vị nó khác buồn cười, nhưng mà chủ yếu là vị của kem các bạn ơi. Cái bộ vị của Monster nó ít lắm. Vẫn có vị của Monster nhưng mà nó khá là ít. Wow, nó thử bỏ tên luôn này. Đa phần là vị của kem các bạn ạ. Ok, tiếp theo sẽ là cái cây kem kem cu này các bạn. Bây giờ mình sẽ cũng màu sắc rất là rực rỡ này. Đó, các bạn thấy chưa? Màu sắc cực kỳ rực rỡ luôn. Chấm vào đây. Sau khi chấm xong thì màu sắc nó cũng chẳng thay đổi mấy các bạn ạ. Cái này chấm nó sẽ không thông vào được đâu. Kem ngon quá. Mình nhầm bên trong nó ngon ghê luôn các bạn. Bên trong có nhầm màu đỏ á. Ăn ngon cực luôn. Ngon quá, cái nhầm bên trong có màu đỏ á. Cực kỳ ngon luôn. Mát ngon. Nhưng mà nó cũng chủ yếu là vị của kem chứ không thấy vị của Monster các bạn ạ. Tiếp theo sẽ là một cái bánh snack có hình của sếp Tùng nha các bạn. Đó. Mình nghĩ là mình cần phải có một cái muôi để mình múc lên, cho nên mình sẽ đi xuống mình lấy một cái muôi. Mình sẽ bóc ra. Đó. Mình thả một ít vào. Wow, hấp dẫn. Ok, mình lấy muôi mình trộn lên này. Các bạn nghe tiếng xèo xèo không? Ok. Đây. Mình sẽ múc cho nó lên như này. Vị nó buồn cười lắm các bạn ơi. Nó không ra vị Monster, nó vị của cái snack luôn đấy các bạn. Vị nó gì buồn cười lắm. Ok, tiếp theo sẽ là kẹo dẻo nha các bạn. Mình sẽ thử với kẹo dẻo. Đổ vào đây một ít. Ok, mình sẽ đổ một ít kẹo dẻo vào rồi. Đây. Kẹo dẻo. Nhìn như kiểu là topping ở trong trà sữa ấy, anh em. Lúc đầu mình ăn nhá, thì cái vị nó như kiểu là Monster, bởi nó ngấm hết ra bên ngoài rồi. Nhưng mà mình ăn được một lúc thì ở bên trong nó sẽ có vị của kẹo dẻo. Nó kiểu kiểu thế đấy các bạn ạ. Rồi tiếp theo mình sẽ ăn cái bánh cái hình con gấu trúc nha các bạn. Mình cũng chả hiểu là bên trong nó sẽ có gì đây. Có một cái bịch gì này.
Đây à, thì ra nó chỉ là mấy cái bánh bình thường mà nó có hình con gấu trúc ở đây thôi. Quá khó lên nét các bạn ạ. Mình nghĩ là tránh cho cái tình trạng rơi vỡ thì mình sẽ nhúng vào trong cái thiền này luôn các bạn ơi, cái muôi muôi luôn để cho nó dễ an nổi lên luôn này các bạn, nổi lênh phành luôn này đó. Ok, nổi lênh phành như này thì dễ rồi, chứ cái kẹo jelly vừa nãy nó bị chìm các bạn ạ. Rồi mình sẽ thử một miếng xem thế nào nha. Đặc mùi Monster luôn. Cái bánh này giống cái bánh cũng cô hồn đấy nhở. Đặc mùi Monster luôn. Cũng ngon. Ngon phết. Tiếp theo sẽ là cái bánh cá mập nha các bạn. Mình nhìn thấy bánh cá mập khá là hay, vì thế mình quyết định mình mua luôn để xem nó bên trong nó như thế nào, ăn sẽ ra sao. Rồi cái này không có nổi không đây. Các bạn nhìn cá bơi đầy chưa? Đó, mình sẽ để coi đây hết bên. Những cái gì mình ăn rồi mình sẽ để ở dưới nhá. Thế thì các bạn, đây là đàn cá đang bơi. Đó. Bây mình sẽ ăn thử xem thế nào nhá. Giòn đấy. Vị nó như kiểu là rong biển đấy các bạn. Nhai cực kỳ giòn luôn, cực kỳ đã tai. Ngon lắm. Ngon. Tiếp theo sẽ là cái bánh Nabati nha anh em. Đấy. Bánh này như kiểu là bánh xốp ngày xưa ấy các bạn. Ngày xưa người ta gọi cái bánh này là bánh xốp các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử để xem nó thế nào. Rồi. Bỏ ba cái rồi, à hai cái rồi, không tí nữa ăn nhiều quá nó ngán các bạn ạ. Nãy giờ mình cũng cảm thấy hơi ngán rồi đấy. Mình mua nó hơi nhiều loại á, cho nên là bây giờ mình ăn một chút mình cảm thấy nó hơi ngán, mỗi loại một chút là được rồi. Đấy. Tắm xanh cho mấy cái này. Ồ. Mình thấy có sự hòa quyện đấy các bạn ơi. Cái này khá là hợp ăn chung với cái này. Cái này khá là hợp để ăn chung các bạn. Cái này ngon nhất từ nãy giờ luôn. Bây giờ sẽ là bánh trứng nha các bạn. Bánh Tipo. Nó có những cái nhỏ nhỏ ở bên trong luôn này mọi người. Đó. Rất là chu đáo luôn. Cái nhà làm bánh thì cực kỳ chu đáo luôn. Nó có mấy cái nhỏ nhỏ bên trong luôn. À. Đây là cái bánh trứng này. Rồi. Cái bánh này ăn không ngon lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một miếng này và ăn thử nhá. Nhưng mà khi trộn chung thì ăn nó không ngon lắm các bạn ạ. Mình sẽ không thử thêm một lần nào nữa. Với cái bánh trứng này, bánh trứng này ăn không ngon lắm. Nhưng mà khi nó trộn với cái này thì giỏ vãi luôn. Ok, tiếp theo sẽ là bánh snack nhân vị dừa nha. Cái bánh này thơm ghê luôn đấy các bạn, cực kỳ thơm luôn. Giờ mình cũng không nên ăn quá nhiều quá đâu, bỏ ít vào rồi. Đây ba cái thôi. Cái này nó có đóng nắp này, lẽ ra là người ta mình phải mua mấy cái nào nó có đóng nắp ấy, để lần sau mình nó mà mình chấm với khác á thì mình có thể lấy ra và ăn tiếp các bạn ơi. Vì thế mà lần sau chắc là mình đi mua thì mình sẽ đi mua một vài cái khi nào mà nó kiểu đóng nắp sẵn rồi đấy, kiểu đóng nắp được á, cho nên là mình có thể sử dụng nhiều lần đấy, chứ không thì lại phí hoài quá các bạn. Cảm giác kiểu là chanh trộn với dừa các bạn. Không hợp rồi, kiểu như kiểu là chanh trộn với dừa ấy, uống nó cứ sao sao á, nhai sao sao không ngon. Đây là bánh phép thuật này, magic.
Ủa trong đây nhiều lắm anh em ạ. Vãi trưởng, mình không ngờ là trong đây nó nhiều như vậy luôn. À cái bánh này nó có nhân ở giữa nè, thì thế mình sẽ chấm vậy thôi, chấm như thế này luôn, khỏi cần phải chấm cả cái vào luôn, giống kiểu là bánh Oreo trộn chấm sữa ấy các bạn. À đúng rồi, mình sẽ quay bánh, nếm kem, chắc rồi. Ăn này ngán ghê luôn đó các bạn, mấy cái bánh này ăn cực kỳ ngán luôn. Nó khá là bình thường, nó không có gì đặc biệt hết các bạn ạ. Nói chung là cái mình vừa ăn cảm thấy cực kỳ bình thường luôn. Ăn nãy giờ no vãi luôn đấy các bạn. Mỗi thứ một tí thôi mà no cực kỳ luôn. Rồi tiếp theo sẽ là rong biển Big Shit nhé. Mình sẽ ăn thử rong biển Big Shit. Ở đây nó có hai loại rong biển nhưng mà chắc là cái rong biển này mình sẽ để ăn sau đi. Đây là một loại rong biển mà mình cực kỳ yêu thích luôn, nhưng mà mình sẽ không ăn cái loại đấy. Hôm nay mình sẽ chấm với cái rong biển Big Shit vậy. Ăn một loại rong biển thôi chứ hai loại thì nó cũng hơi nhiều. À, cái dòng biển này có thể gập vào như này và chấm. Đây là sự kết hợp của dòng biển và nước biển đấy các bạn, hiểu không? Dòng biển và nước biển. Nó rất là lạ, lạ miệng lắm. Phải nói như thế nào nhỉ? Cũng được, cũng ngon anh em ạ. Không đến nỗi tệ. Đây và tiếp theo sẽ là khoai tây que vị tảo biển các bạn ạ. Sao nãy giờ mình mua toàn đồ vị tảo biển nhỉ? Lúc ấy con cá mình mua cũng là vị tảo biển, bây giờ xong mình vừa ăn rong biển xong bây giờ cũng là một cái món vị tảo biển nữa. Khoai tây que các bạn ơi. Đấy. Đổ hết ra. Rồi. Tạm thời như vậy. Lấy một ít thôi các bạn ơi, mình ăn nhiều quá ngán kinh luôn á. Đấy. Cái này giòn ghê luôn, cực kỳ giòn, cái nước tăng lực rồi đó. Nhiều khi mình uống một cục vào cái nó có cảm giác muốn ọ ra luôn, vì nó có nhiều ga hay sao á, mà mình có cảm giác uống cái này nó ục ra ngoài. Khá là giòn cũng như là khá là ngon các bạn ơi. Cái này nãy giờ ăn cũng khá là phù hợp ấy. Cuối cùng sẽ là top bo các bạn. Mình thấy khá là nhiều bạn thích ăn cái này nhưng mà mình chưa ăn cái này bao giờ luôn á. Nó có hai thanh à? À, nó kiểu thuốc lá các bạn. Thuốc lá hay xì gà gì. Trong nó có nhân sô cô la. Còn ở bên ngoài nó là kiểu như là bánh ngọt thôi. Đây. Wow, cuối cùng thì cũng là đến lượt cuối cùng các bạn ạ. Cuối cùng thì cũng đã đến lượt cuối cùng, mình nói nghe hay không? Vị sô cô la hay vị cà phê trong nó quá đậm luôn. Mình cũng chả phân biệt được vị sô cô la vị cà phê các bạn. Mình thấy hai cái vị đấy khá là giống nhau. Ăn cũng ngon. Nhưng mà đến thời điểm này thì mình sẽ không nhận ra được cái vị của cái Monster nữa. Thay vào đó mình toàn ăn được cái vị bánh như vị sô-cô-la ở bên trong thôi. Còn vị cà phê. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào có ý tưởng nào hay hơn thì hãy comment ở phía dưới để mình biết. Còn bây giờ thì bye bye.